Xin chào tất cả các anh em và các bạn. Mình cũng hôm rồi mình có nghe một bạn ở trên group mình nói là thun Alasan nó kém bền. Thì mình hôm nay mình làm cái video clip để mình giải thích một vài cái vấn đề để cho các bạn có thể tức là tăng cái tuổi thọ của thun lên và tránh cái việc là làm đứt thun trong quá trình mình bắn. Thế thì thun này ấy, là loại thun tức là sử dụng cái công nghệ tức là lưu hóa một mặt. Lưu hóa một mặt tức là cái mặt đỏ này là đã được lưu hóa. Lưu hóa thì nó sẽ như nào? Tức là nó sẽ gần như kiểu nó làm chết cái bề mặt cao su đi, và cái lớp lưu hóa này nếu mà mỏng thì thun đàn hồi sẽ rất là tốt, kéo rất là nhẹ. Còn cái lớp lưu hóa mà dày thì thun kéo rất là nặng. Thế thì Alasan, thun Alasan cũng có hai loại. Một loại là màu sẫm hơn. Một loại màu sẫm hơn đây. Màu sẫm hơn, màu nó tươi hơn, và một loại màu xỉn. Màu xỉn này thực chất là cái lớp lưu hóa nó rất là mỏng. Thì cái thun mà tươi màu ấy thì kéo rất là nặng và lực mạnh, chuyên để đi săn. Thế còn cái thun mà màu nó nhạt hơn, nó xỉn hơn và nó cảm giác sờ nó nhung tay, nó mềm tay hơn, thì loại này chuyên dùng để trong thi đấu. Thế thì nếu mà cái lưu hóa và nó chỉ một lớp thì đương nhiên là nếu trong trường hợp mà các bạn để cái lớp mà không có lưu hóa này nó va đập nhiều thì nó sẽ nhanh đứt chun. Thế thì cái thao tác đầu tiên, thao tác chính xác thì các bạn phải buộc sao cho tức là cái mặt này sẽ về cơ bản là sẽ va đập với cả các cái bộ phận của súng cao su khi mà bắn. Bởi vì khi chúng ta bắn, khi chúng ta buông đạn ra thì thun nó sẽ vẩy đi vẩy lại một vài lần. Hoặc là bạn nào bắn chẳng hạn bắn full hoặc là cận full chẳng hạn thì nó sẽ vẩy một cái cực mạnh, nó đập vào đâu đó. Thế thì chúng ta muốn bền chun thì chúng ta phải đảm bảo được cái vấn đề là cái lúc va đập xảy ra là cái phần màu đỏ này là nó va đập, chứ tránh cái việc là va đập cái phần màu trắng này. Thì nó cũng như là một cái lớp áo giáp bảo vệ thôi. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn mà áo giáp càng dày thì càng bền. Thế nhưng mà chun sẽ kéo rất là nặng và đàn hồi kém. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà đàn hồi tốt mà lại nhẹ thì đương nhiên là cái áo giáp đó nó sẽ phải làm mỏng đi. Và đồng nghĩa với cái việc là nếu mà các bạn mà không biết cách gọi là làm nào để tăng tuổi thọ thun lên thì đương nhiên là thun nó sẽ rất là nhanh bị đứt. Thế thì ngoài cái việc đấy ra thì các bạn, vấn đề là các bạn chẳng hạn các bạn trong quá trình mà các bạn chơi các bạn cắt ngắn quá, chẳng hạn các bạn thấy kéo nhẹ, các bạn cứ thế cắt ngắn thì đương nhiên là cắt càng ngắn mà kéo càng dài thì nó càng nhanh đứt. Thì cái việc đấy là đương nhiên rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà bắn thi đấu thì đây là cái khổ bắn thi đấu của mình. Thông thường nên là mình sẽ bắn là 21.5 nhân 12 nhân 160 hoặc là nhân 170. Đối nhân 170 nó bền hơn rất là nhiều so với 160. Thế thì đấy là một cái vài cái chia sẻ để mà các bạn làm sao sử dụng chun đúng cách để mà tăng cái tuổi thọ thun lên. Tiếp đến là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách nữa là để tăng tuổi thọ thun bằng cách là chúng ta buộc. Thế buộc làm sao để cho nó tăng tuổi thọ thun thì mình rất là thích buộc kiểu một sấp một nửa. Kiểu một sấp một nửa này thì đương nhiên các bạn, ví dụ như các bạn nhìn thấy thun nó cong đúng không? Nó cong như này thì khi mà một sấp một nửa thì nó sẽ triệt tiêu được cái gọi là cái dung sai của hái thun. Với cả cái việc là một mặt này thì lưu hóa, một mặt này thì không, thì cái độ đàn hồi của hai bề mặt thun nó cũng đã khác nhau và nó cũng xảy ra cái việc là làm sai lệch. Nếu mà hai
cái mặt đỏ này nó về cùng một phía thì đương nhiên là khi bắn ấy, thông thường mình cảm giác là nó sẽ bắn, mình cầm tay trái thì khi bắn thì đạn nó sẽ hơi lệch sang bên phải một chút. Thế còn nếu mà trong trường hợp một sấp một nửa thì mình cảm giác là bắn nó sẽ đi thẳng đầu trạc đi ra. Thế còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao buộc để tăng tuổi thọ của thun. Thì thực ra thì cũng vẫn là một sấp một nửa, thế nhưng mà các bạn buộc sao cho đúng cách mà nó lại hiệu quả, mà nó lại dễ buộc. Thì mình ví dụ như là đây là cái miếng da do mình làm, thì cái miếng da này là mình làm hẳn cái lỗ buộc nó rộng ra để mình giảm bớt được một cái công cụ là phải luồn qua đây để kéo cái thun. Thế mình sẽ để cái thun này nó như này, lòng trắng nó ra ngoài và cái đỉnh của thun chạm với cả đỉnh của cái lỗ, lấy đó để căn, gọi là căn làm chuẩn. Đấy, xong gấp lại sao cho là mình thấy là hai cái mép thun là nó đều nhau. Thế xong bắt đầu là mình dùng tay mình đẩy nó qua bên này, tay này vuốt nhẹ lên. Đấy. Sau bắt đầu chỉnh chỉnh sao cho nó đều. Đấy. Xong úp lại nhé, các bạn úp lại cái phần ngắn đường dưới, lắc kéo sao cho chỉnh cho nó cân cân trên cân dưới. Xong rồi hơi kéo ra, xong rồi lấy móng tay giữ thế này, tì này. Sau rồi chúng ta tiến hành buộc. Buộc thì thông thường là mình sẽ hay buộc 10 nút. Cái nút đầu tiên thì vòng như này. Sau rồi siết. Sau chúng thực ra là 9 thôi. 1 này. Quấn đều hai bên. Khi quấn đều hai bên này thì chun buộc nó không không bị lệch. 2. Chiều quấn thì hướng vào trong miếng da nhé. Tiếng mình sẽ giải thích tại sao. 3 4 5. Sau đó sẽ thắt hai nút. Sau bắt đầu tiếp tục vòng thêm vòng nữa. Đây là cái nút bảo vệ, nút bảo hiểm thì đúng hơn, để trong trường hợp mà đứt tuột thì mình sẽ có cái nút bảo hiểm. Sau đó sẽ lấy kéo cắt nó đi. Ở phía mặt này cũng thế, lòng trắng hướng về phía phía mình và đỉnh của thun chạm với cái đỉnh của lỗ gấp đôi. Luồn qua bên này, lấy tay đẩy lên. Xoay đi xoay lại xem là nó đã cân chưa. Nếu cân rồi thì lắc lắc cho nó chạy đúng vào cái rãnh của nó, sau đó kẹp lại. Đấy, lại buộc. Cái nút đầu tiên là sẽ siết như này. Đấy, siết kéo căng hai bên. Sau là nút thứ hai là vòng này. Ba 4 5. Vòng một vòng bảo hiểm. Thế này là mình đã hoàn thành một xong một buộc xong một bộ dây.
một sấp một ngửa. Thế còn cái phần thừa của nó thì các bạn sẽ tỉa nó đi. Vì đây là bộ những bộ thu bàn thi đấu cho nên là chỉ khoảng độ tầm 100 cho đến 200 viên đổ lại là phải thay để tránh cái việc là thun nó đàn lực đàn hồi nó sẽ bị kém đi. Khi buộc đến 10 vòng như này thì cái mối buộc nó rất là chặt cho nên là không ngờ có cái chuyện tuột thun. Thế còn tại sao mà thắt nút càng càng buộc càng quấn thì lại càng chạy vào phía trong này, là để cho cái phần chun ở trong này, tức là nó hết độ co giãn, nó nằm chắc ở trong này. Như vậy thì nó sẽ ít bị rung sai và khi bắn thi đấu thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn trước đây ấy, là mình ví dụ chơi một bộ thun mình chơi cả tuần không đứt thì chỗ này lại phải buộc cho nó lỏng ra để cho nó đỡ bị căng quá. Đấy. Thế thì mỗi một cái yêu cầu, mỗi một cái gọi là sử dụng khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ phải tìm cách để gọi là setup làm sao cho nó sau đó phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Đấy, thế xong rồi là bây giờ chúng ta tiến hành buộc. Tiến hành kẹp. Cây Long Vương này mình rất là ưng do đầu tràng nó là đầu tràng 22. Mà mình bắn thì bao giờ mình cũng chỉ bắn đến 21 rưỡi thôi. 21 rưỡi thôi thì cái phần gọi là thừa của tràng ấy nó sẽ bảo vệ thun tốt hơn. Trong trường hợp mà thun mà trùm những cái mép này thì đương nhiên là nó sẽ dễ rách. Và những cái mép chẳng hạn như là thừa ra như thế này là mình đều phải luồn, một là giũa, hai là giấy giáp, và mình đánh hết ở bên trong này xong rồi cho lên máy mài, tức là đại khái những cái cây này, tức là sờ bất kỳ các bạn sờ một cái góc độ nào đằng sau đằng trước, kể cả là cái rãnh này luôn mình cũng đều phải phải đánh giấy giáp, sau đó là cho lên máy mài để bò nó đi, để khi thun nó chạy đi chạy lại và đập là nó ít bị gọi là tổn thương. Đấy, bởi vì là chun của mình là cái loại chun gọi là chỉ có một lớp lưu hóa thôi, cho nên là cái độ đàn hồi của nó tốt, kéo nhẹ. Thế nhưng mà đồng thời cái việc là cái độ gọi là bảo vệ thun ấy, nếu mà mình mà không biết ấy, thì là nó sẽ rất là nhanh đứt. Thế và đây, ví dụ như thông thường mình sẽ bắn như này, đúng không ạ? Khi kéo căng này bắn thì dây thun nó sẽ văng lên đằng trước. Nhưng mà khi mà nó nảy lại thì ít khi mà nó nảy ngược lên được trên này. Ít khi nảy ngược trên này, mặc dù trên này mình cũng bó hết rồi. Bó hết rồi. Nó sẽ nảy xuống dưới đây và đập tiếp vào đây, tức là có chiều hướng là nó sẽ đập vào cái cạnh này nhiều, rất là nhiều. Thế cho nên là cái cạnh này mình rất là chú ý bó, sờ cái chỗ nào mà gồ tay lên là phải bó hết. Đây mình những cái mực của mình viết ở trên này để cho các bạn thấy, tức là mực mình viết ở đây. Thế nhưng mà trên cả hai cây này ấy, đều đây các bạn nhìn mực, mực dính ở đây, mực bút bi viết thì không ra được nhưng mực nó dính đây. Đây ngay cả cây này cũng cũng đầy mực nó dính, nhưng mà đây là do lên màu nên các bạn nhìn rất là khó.
Đây, một bút bi dài ra tay này. Đấy. Thế cho nên nó đập vào cái này rất là nhiều. Trong khi đó là ở cái bên lòng trạc này thì không hề có một cái sự va đập nào của chữ cả, mặc dù đây là cái chiếu úp này, là chữ nó rất dễ, nếu trong trường hợp mà nó bay thẳng vào đây nó sẽ chữ nó sẽ phải dính đến đây, nhưng về cơ bản này, nó chỉ va đập nhiều ở cái đầu trạc cánh trạc này. Thì về cơ bản cây đá nào thế thôi, nếu khi mình bắn nghĩa là ngắm ở cái góc 90 độ này thì đương nhiên là nó sẽ phải va đập vào đấy thôi, đấy là điều đương nhiên. Thế cho nên là nếu bạn nào mà chơi đá mà nói riêng, thứ hai là chơi Long Vương nói chung, là các bạn đều phải đây những cái khe cái en các bạn sờ chỗ nào mà đây, kể cả bên ngoài thì mình đều phải bo hết, là phải bo sạch sẽ, đằng trước đằng sau phải nhẵn nhụi, thậm chí móng tay còn phải cắt ngắn đấy, để trong trường hợp mà tránh cái việc mà thun nó va đập vào và nó làm ảnh hưởng đến cái độ bền của chun. Đây, như các bạn thấy như này, nếu mà chữ đã quay lên đây rồi thì khi mà nó va đập thì nó sẽ khi đập quả đầu tiên là cái quả từ má mình kéo ra bắn đấy, khi đập thì quả đầu tiên bao giờ cũng là mạnh nhất. Đấy, thì sẽ tránh được cái quả mạnh nhất. Đến khi bắt đầu nó đàn hồi về là nó bắt đầu là lực nó sẽ yếu đi rồi. Thế cho nên là trong trường hợp đây, như các bạn nhìn đây, tức là ở đây nó cũng sẽ có mực này, đây cũng sẽ có mực. Thế nhưng mà về cơ bản này, khi mình tránh được cái quả mạnh nhất rồi thì những quả về phía sau này thì nó sẽ đỡ hơn. Thế thì đây là một cái cách gọi là để làm sao cho bắn bền chun trong thi đấu. Thì mình cũng chả có bao giờ giấu các bạn cả. Nếu các bạn muốn hỏi mình hoặc là về kinh nghiệm các thứ thì mình đều chia sẻ. Tuy mình bắn không giỏi nhưng mình thích tìm hiểu, thích nghiên cứu và phát hiện ra một số những cái điểm mà có thể khắc phục các cái nhược điểm của những cái bộ thun mà đàn hồi tốt, bền, làm cho nó bền lên thì bắt buộc là sẽ phải sử dụng sao cho nó đúng cách. Còn một cái vấn đề nữa là cái miếng da này của mình nó rất là mềm. Đây là da mình dập thủ công luôn. Mình mua một cái khuôn bên này mình mua rất là đắt, 150 tệ một cái. Ở nhà các bạn bảo 70.000 một cái, nhưng mà về các bạn mình không biết cái đấy ở nhà thế như nào, nhưng mà mình ở đây mình mua lưỡi dao dập của nó là lưỡi nhập khẩu từ Nhật, bắt đầu nó là thép cuốn nhá, nó làm nên con dao đấy. Thì nếu mà mình xong, bắt đầu là đến khi mình mua cái microfiber này, chất liệu microfiber này là thực ra nó là hai miếng dán lại, cho nên là nó mới dày như này. Đây là độ dày 2,2 cho đến 2,3 mm. Thì nó dày như này ấy, thì khi kéo giãn ra nó sẽ đỡ bị méo, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái việc là sai lệch cái đường đạn. Và khi cái những cái cạnh này, đây này, chẳng hạn như nếu mà các bạn chơi ra gọi là da cắt laser thì thun này sẽ rất nhanh đứt. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi sang microfiber mà dập thủ công kiểu này thì thun rất bền. Thậm chí mình bắn có những bộ thun bắn 400 phát không đứt, nhưng mình vẫn vứt đi, là bởi vì mình thấy nó tã quá rồi, bắt đầu là lực nó yếu rồi, vứt đi thôi. Đấy, thế cái miếng da mà nếu mà cạnh mà nó sắc này, những cái chỗ này là một, thứ hai cái đầu này mà nó đâm này là nó làm cho ảnh hưởng đến cái độ bền rất là nhiều. Đấy, tiếp đến nữa là cách buộc của mình, buộc rất là dài, buộc quấn 10 vòng luôn, cho nên là giữa cái miếng da và chun nó có sự cách biệt này, đầu nó không đâm được vào đây, nó sẽ tránh được cái việc là rách ở cái chỗ điểm buộc này. Video chia sẻ kinh nghiệm mình đến đây là hết. Rất mong là các bạn chơi bền thun và đạt thành tích cao trong thi đấu và tập luyện.